Ngày 26 tháng 2, phía cảnh sát cho biết thông tin, những phần thi thể đã được tìm thấy 2 ngày sau khi vụ án gây chấn động dư luận đưa ra ánh sáng. Bước đột phá này là kết quả của cuộc tìm kiếm mở rộng diễn ra tại ngôi nhà, nơi cảnh sát phát hiện đôi chân của người mẫu Thái Thiên Phượng, trong tủ lạnh cùng chứng minh thư, thẻ tín dụng và một số vật dụng khác. Đầu và một số xương sườn của cô được tìm thấy ở một trong hai nồi súp mà cảnh sát mang về từ ngôi nhà hiện trường. Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm các phần thi thể còn lại.